Xin chào quý khách hàng, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Cross các phiên bản. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan ở thời điểm tháng 9 năm 2023 này. Thì Cross thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cả 3 phiên bản. Và hiện tại là có giá rất là tốt, bởi vì hiện tại vẫn là trong thời điểm ngâu và sắp tới em xin phép cung cấp thông tin là bên em sắp tới sẽ ra mắt một chiếc xe Yaris Cross, thì cũng là một chiếc xe nhập khẩu và cũng nhiều khách hàng quan tâm so sánh chiếc xe này với cả chiếc xe Yaris Cross. Thì hiện tại thì em sẽ báo giá cái chiếc xe này. Còn Yaris Cross thì giá dự kiến của hai phiên bản là 740 triệu cho phiên bản máy xăng và 840 triệu cho phiên bản xăng lai điện. Thì nếu mà anh chị với cái số tiền